Đừng ngát. Nước mỡ hành thì bà cũng cho vừa vặn rồi, như tí nữa cháu nào mà thích ăn tương ớt thì lại ăn thêm tương ớt. Đấy. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây, hôm nay lại là món xúc xích rồi các cháu ạ. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà nướng 4 cây xúc xích mỡ hành siêu to khổng lồ các cháu nhá. Để bà cùng các cháu thưởng thức. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu này của xúc xích nướng mỡ hành hôm nay này. Đấy, bà có chuẩn bị 4 cây xúc xích này siêu to khổng lồ đấy. Và đây, mỡ hành thì không thể thiếu mỡ hành được, thiếu mỡ được đây. Đây là mỡ đấy, bà, mỡ lợn đấy. Rồi đây là rau hành này đấy. Còn các cháu ạ, thì trước khi nướng ấy là bà có cho thêm tí nước sốt siêu cay vào ăn cho nó ngon nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn này. Bà sẽ đi cứa xúc xích này, sau bà ướp nước sốt siêu cay vào, bà để đấy độ 15 phút cho nó ngấm nhá. Sau bà đi thái hành và bà trưng hành, mỡ hành để cho nó nguội. Sau là khi bà nướng xong xúc xích là bà tưới vào. Thì bà làm rồi, bà lại mời tất cả các cháu tới để ăn đi, mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Rồi bây giờ bà thực hiện luôn nào. À các cháu này, đấy bà còn chuẩn bị 4 cái que đây để khi bà xiên vào sau bà nướng nhá. Nào bây giờ bà đi bắt đầu bà cứa. Nào bây giờ bắt đầu bà sẽ bóc vỏ xúc xích. Quá à. Bà sẽ bóc vỏ xúc xích. Rồi bây giờ bà bóc. Đấy các cháu nhìn này. Đấy. Wow các cháu nhìn này. Wow. Hồng gắt các cháu ạ. Đấy. Rồi đấy các cháu nhìn này. Thì bây giờ bà cứa nhá. Bà cứa là để khi sau bà xiên vào que. Wow. Bà cứa hơi sâu à. Đấy, xúc xích rất chi là thơm. Rất chi là thơm. Sao bà xiên vào cái que. Đấy, bà để đây đã, bà bóc hết cho bà mới tẩm ướt mà thể. Bóc tiếp, bà bóc tiếp. Wow. To. Rồi, thì bây giờ bà sẽ tẩm ướt tí nước sốt siêu cay nhá vào để ăn cho nó ngon. Wow. Các cháu thấy chưa? À, các cháu ơi, đấy bà ướp vào đây độ 15 phút nhá để cho nó ngấm, rồi bà sẽ xiên vào cái que, rồi bà mang đi nướng. Đấy, rồi bây giờ bà để đây. Thì các cháu ạ, trong khi chờ đợi xúc xích của bà nó ngấm nước sốt siêu cay thì bà đi làm món mỡ hành. Đấy, bà đi trưng mỡ hành. Các cháu ơi, đấy thì bây giờ bà sẽ rán mỡ nhá. Bà rán mỡ sao để sốt hành, sốt lá hành. Đấy. Bà rán mỡ. Hôm nay là món xúc xích nướng mỡ hành. Thế là bà nướng xúc xích xong rồi là bà làm nước sốt mỡ hành bà tưới lên. Sau là chén rồi các cháu ạ. Đấy. Các cháu ơi, trong khi chờ đợi mỡ ướt được thì bà đi thái hành nhá. Wow, bà đi lấy con dao thái hành. À, các cháu ơi, thì bây giờ bà thái hành nhá. Nào, bây giờ bà thái hành. Thì bây giờ bà thái hành. Wow. Sau là mỡ của bà được cái là bà bỏ hành vào là bà sốt lên, như là bà mang ra bà để bà bỏ vào cái đĩa này các cháu ạ. Wow. Đấy các cháu ạ, mỡ của bà nó lèo xèo này đấy, bà nó đang chảy kìa. Đây bà rán thêm nữa cho nó kiệt mỡ đi. Đấy, thơm lức rồi. À, các cháu ơi, đấy mỡ của bà nó kiệt rồi nhá. Thì bây giờ bà sẽ vớt tóp ra nhá. Bà bỏ cái tóp ra. Bỏ cái tóp ra.
À, cái tóp này mà nấu cà chua là ăn ngon lắm các cháu ạ. Đấy. Bỏ ra đây. À, rán không kịp quá lo. Nếu mà đi ăn tóp phải ăn nó khét các cháu ạ. Đấy. À, các cháu ơi, đấy thì bây giờ bà bỏ mỡ hành ạ, bỏ hành vào nhá. À, bà bỏ hành vào này. Bà bỏ tí bột ngọt vào này. Đấy. Bà bỏ tí muối vào này, ăn cho vừa vặn này. Đấy. Rồi, thì bây giờ bà mang ra khỏi bếp nhá. Sẽ bỏ ra cái bát ô tô này. Thơm nước các cháu ạ. Mỡ gặp nhau thường thế. Các cháu ơi, đấy, bà nấu xong mỡ hành rồi thì bây giờ bà sẽ chiên xúc xích, xiên xúc xích vào que cho bà mang đi nướng nhá. Rồi. Nào bà sẽ chiên. Wow, các cháu ơi, đấy, bà xiên này. Bà xiên thế nào cho nó thẳng thì là nó không lệch. Wow. Rồi, các cháu này. Đấy, bà được một chú rồi. Đấy, bà để đây. Tí bà cho lên bếp, bà xiên tiếp. Hơi lặng. Cái xúc xích hơi lặng, bà cầm hơi lặng. Các cháu ơi, đấy, bà đã xiên xong 4 chiếc xúc xích rồi, bà que rồi. Thì bây giờ bà bỏ lên bếp bà nướng nhá. Đấy, bếp bà cũng gióm rồi, đây này, các cháu nhìn này. Wow, bây giờ bà bỏ xúc xích lên này. Đây, đây, cái này là bà phải giở đều tay các cháu ạ. Không là nó cháy. Đấy. Đấy. Wow, các cháu ạ, đấy. Lúc nữa là nó lên màu thôi. Bà cũng làm nhiều xúc xích rồi nhưng mà bà chưa làm kiểu này bao giờ các cháu ạ. Hôm nay bà mới làm món xúc xích sốt mỡ hành đấy. Còn bà cũng làm nhiều xúc xích rồi đấy. Mỗi món một khẩu vị khác nhau các cháu ạ. Đấy. Các cháu ơi, đấy bà giở đều đây, nó hơi đen đen này đấy, các cháu nhìn này. Đấy, nó lên màu rồi, thơm lức rồi. Đấy, đây, các cháu nó đen đen đấy. Ê, các cháu ạ, cái món này nó gọi là xúc xích nhưng mà là giò lụa các cháu ạ, cũng là giò đấy. Nên là cứ lướng này, bà lướng để lấy vị thơm thôi các cháu ạ. Còn cũng các cháu ơi, đấy bà lướng này cho chín cái đầu đốc nhá. Nên là lại gọi con gái các bạn nhá. Giúp bà. Đấy. Wow. Thơm lắm các cháu ạ. Đấy, thơm nước rồi. Các bạn ơi, thơm lắm các bạn ạ. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã nướng xong 4 cái xúc xích siêu to khổng lồ rồi đây này các cháu ạ. Thì bây giờ bà mang ra kia sau bà tưới nước sốt mỡ hành lên nhá. Sau là chén thôi. Thì sau là bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với mấy bà cháu nhà bà cho vui nhá. Thôi đi, bà mang đi sốt mỡ hành. À, các cháu ơi, đấy, bà đã bỏ hết que ra rồi. Đây, các cháu nhìn này. Đấy, da nó rột, thơm lắm. Thì bây giờ bà sẽ tưới mỡ hành vào nhá. Đấy, bà sẽ tưới mỡ hành đây. Mỡ hành bà lấy bà trưng đây rồi. Nào, bây giờ bà tưới mỡ hành vào này để ăn cho nó ngon này. Đấy, wow, thơm quá. Thơm ngát. Nước mỡ hành thì bà cũng cho vừa vặn rồi, như tí nữa cháu nào mà thích ăn tương ớt thì lại ăn thêm tương ớt. Đấy. Rồi. Thì bây giờ bà mang đi kia mấy bà cháu nhà bà thưởng thức nhá. Thì bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Thôi đi, bà đi. Đi thôi. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã làm hoàn thành xong cái món xúc xích mỡ hành rồi. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn với bà nhá. Rồi thì bây giờ bà cắt ra bà mời các cháu các con nhá. Vâng, bà thử thức nhá, vâng. Xem cái món xúc xích nướng mỡ hành hôm nay bà nướng có ngon không. Đây, cháu ơi, đây. Cho tí mỡ hành ở đây đấy. Con cho tí mỡ hành cho các bạn. Thì cái đầu đầy nó không có hành. Đấy. Chỉ phải cho như này. Đây con lại tưới tí đây. Đấy cháu nào thích ăn chấm tương ớt thì ăn mà mỡ hành thì. Đấy, thơm lắm các cháu ạ, mỡ hành. Thơm thật. Anh còn thấy bên trong đấy như rồi. Thơm quá. Đây. Rồi. Đây, bà tưới cho. Các cháu ăn dần lên. Ăn dần lên. Nào tương ớt à? Ăn dần lên. Đấy.
Con nào đây? Đây em ạ. Thôi, thì cháu đi tìm mỡ hành lên. Thì các cháu ơi, bà mời các cháu ăn với bà nhá. Thì tất cả các cháu ăn đi. Con ăn đi. Mời bà nha. Wow, cái xúc xích mỡ ai. Thơm lắm các cháu ạ. Chân thật. Thơm quá. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon. Ngon quá, ngon quá. Ngon. Ngon các bạn ạ. Ngon. Ngon lắm các bạn. Wow. Xích mỡ hành được các cháu ạ. Tuyệt vời. Thơm lắm các bạn. Thơm thơm vị hành. Mời bạn nhá. Hãy xúc xích. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn. Ngon lắm các bạn. Wow. Quá đã luôn. Tôi bảo ở ngon lắm các bạn. Cháu học đại học Hà Nội chứ không? Học bằng ngành gì? Ngành sư phạm âm nhạc. Sư phạm âm nhạc đấy ạ. Thế à? Cháu. Thôi thế con cháu. Tôi mang, mang đàn đi. Bài bà chứa bà lắm. Cứ hát, hát cho bà nghe bà. Đây, thằng Hải, thằng Hải. Ăn là ăn tí, hát cho bà nghe. Rồi. Đây. Wow. Ngon mình hai các bạn ạ. Ngon quá. Wow. Sao chơi này em anh nhà tổ trưởng tổ. Đội trưởng đội trưởng gì vậy? Lên trước à? Các cháu ạ. Coi đây là thơm thơm vị xúc xích lại vị mỡ hành nữa. Hòa quyện vào tuyệt vời. Ngọt tốt các cháu. Ngon. Ngon. Tớ đi cho nhờ. Tớ đấy. Tớ nó cay bạn. Ngon ba cháy luôn. Ai cho cháu xin cháy nữa. Ơi. Cháy mạnh đi nhá. Qua. Đây. Các bạn ơi, miếng của mình nhỉ. Rất nhiều hành, mình thích ăn hành quá. Thêm một cái rồi em. Hải thích này không? Ngon. Ờ các cháu ơi, đấy mấy bà cháu nhà bà đang ăn thì tiết trời nó lại đang mưa mưa rồi chứ cũng vừa hay là ăn hết rồi các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì cho bà một like và một đăng ký kênh nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào bà nhá. Chào bà nhá. Bye bye.